Xin kính chào quý vị, tôi là Diệu Trang trong chương trình chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng. Thưa quý vị, trên tay tôi lúc này là một chiếc giấy phép lái xe hạng B2, là loại bằng lái dành cho người điều khiển xe ô tô con dưới 7 chỗ. Và để có được giấy phép này thì người được cấp phải trải qua hai vòng thi rất chặt chẽ về lý thuyết và thực hành. Đặc biệt là để tấm bằng này đến tay người được cấp thì còn phải qua một quá trình làm bằng theo mẫu phôi này, sử dụng thống nhất chung về vật liệu nữa. Đồng thời cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống làm giả của Bộ Giao thông Vận tải. Thế nhưng, trên thực tế, những giấy phép lái xe ô tô vẫn đang được làm giả thông qua các đường dây làm giấy tờ và được giao bán công khai trên các mạng xã hội. Lang thang trên Facebook, chỉ cần gõ cụm từ mua bán bằng lái ô tô hay mua bán giấy phép lái xe, thì ngay lập tức hàng chục trang giao bán bằng lái xe giả xuất hiện. Bằng loại nào cũng có. Và để tạo niềm tin, các đối tượng không tiếc lời quảng cáo. Chưa tin ư, có thể tận mắt xem mẫu bằng giả. Người mua liền liên lạc với một số điện thoại đang công khai trên Facebook để đặt hàng. Anh làm loại bằng nào anh? Bằng nào cũng được. Nhưng mà giá bao nhiêu? Bằng B2, bằng C 1 triệu, năm triệu rưỡi. Sau nhiều lần thuyết phục, đối tượng cầm đầu mới chịu cho người gặp trực tiếp. Song chúng rất cảnh giác, liên tục thay đổi thời gian, địa điểm. Ban đầu là hẹn ngoài đường, sau ở quán game, phút cuối lại chuyển sang quán nước. Nói là gặp trực tiếp, song đối tượng gặp mặt không mang theo bất kỳ thứ gì. Tất cả chỉ trao đổi bằng miệng, với những cam kết, bằng giả làm như thật. Nhìn mắt rồi, đừng mà nói là nhìn ra chặt đầu luôn. Khách lấy cớ đặt nhiều, yêu cầu xem trực tiếp mẫu giả. Hai ngày sau, chúng lại cho người gặp. Đúng như cam kết, một mẫu bằng giả được mang đến giới thiệu. Người này đề nghị khách xem kỹ, ưng thì gọi cho đối tượng cầm đầu. Còn anh ta chỉ được chỉ đạo thu ảnh, chứng minh thư photo và thu tiền cọc. Bằng B2 phải đạt một nửa, khoảng 2 triệu. Nếu giả cả hồ sơ gốc thì phải 3 triệu. 2 ngày lấy được không? 2 ngày. Hôm nay là thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cuối ngày thì còn chiều thứ 4 lấy à? 2 ngày. Mọi liên lạc bằng điện thoại sau đó đều bị cắt. Đối tượng này yêu cầu chỉ trao đổi qua Facebook hoặc Zalo. Đồng thời hứa sẽ gửi lần cuối mẫu bằng giả để người mua xem trước. Chỗ nào trương hay chi tiết nào cần làm tinh vi thì nói rõ. Chúng sẽ làm đúng yêu cầu. Việc còn lại là chốt thời gian, địa điểm, nhận hàng và giao nốt tiền. Chiếc bằng lái xe ô tô giả hạng B2 này được một người đặt mua khi thâm nhập vào một đường dây làm và bán bằng lái ô tô giả. Có lẽ các đối tượng trong đường dây làm giả thì đều biết rằng việc kinh doanh và sử dụng giấy phép lái xe giả đều là phạm pháp. Nặng thì có thể phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cho nên khi vận chuyển bằng giả thì các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng. Sau 2 ngày đặt hàng, bằng giả sẽ được giao tận tay người mua. Cách giao hàng cũng rất tinh quái. Một người đi trước quan sát để phát hiện dấu hiệu bất thường. Nếu an toàn mới ra hiệu cho người ngoài mang bằng giả vào. Trong quá trình trao đổi, một đối tượng thì luôn áp sát, mắt lấm lét nhìn quanh. Còn người giao thì hỏi gì cũng không nói, ngoài từ gọi điện. Rồi bọn anh, giờ anh muốn phản hồi ra lại thì phải điện cho nó hay là trao đổi lại với em? Lấy lý do bằng chưa đạt, người mua yêu cầu phải sửa lại. Và lần này là người giao khác. Đối tượng này cho biết có ít nhất 4 người giao hàng tại Hà Nội. Họ được chỉ đạo phải liên tục thay đổi người để tránh bị theo dõi. Và nhiệm vụ của họ là nhận bằng giả qua chuyển phát nhanh, sau đó giao tận tay người mua và thu tiền. Bình thường là ngày là ông chuyển bao nhiêu? Cũng có ngày có, ngày không. Ngày hôm qua được 2 chuyến, ngày nay thì được 1 chuyến. Ngày nhiều nhất là khoảng bao nhiêu? 3. Cũng theo người này, ngay khi nhận bằng giả phải đưa tới nhà người quen để gửi. Và đây là một điểm mà đối tượng thường xuyên gửi bằng giả. Mỗi lần khách hàng cần sẽ qua lấy rồi đưa đi. Mỗi lần chỉ được giao một bằng, xong mới quay lại để lấy tiếp đưa đi. Dặn là mà đi phải để ý không? Có. Nó dặn ác lắm. Nó dặn sao? Nó bảo chú đi cẩn thận, cái này kinh lắm. Thu tiền của khách xong là chạy thẳng về nhà cất kỹ. Các đối tượng trong đường dây quy định gom khoảng 10 triệu là ra ngân hàng chuyển vào 3 tài khoản cho kẻ cầm đầu. Với thủ đoạn trên, mỗi tháng một người có thể vận chuyển chót lọt hàng chục giấy phép lái xe giả tới nhiều quận huyện tại Hà Nội. Thưa quý vị,
các đối tượng buôn bán thì luôn khẳng định là làm giả thì sẽ giống bằng thật cho tới 90%. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng là dù có tinh vi thế nào cũng chỉ là bắt chước mà thôi, nên chắc chắn là sẽ có nhiều điểm chưa đạt. Chúng tôi đã mang những câu hỏi, những thắc mắc trên đến gặp các lực lượng chức năng và kết quả đã vạch trần thủ đoạn của các đối tượng làm giấy phép lái xe ô tô giả. Theo thông tin đơn vị cấp trên bằng lái, chúng tôi tìm đến Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Chỉ cần nhìn qua, đại diện sở đã khẳng định đây là bằng giả. Nếu so sánh với một mẫu bằng thật, các chi tiết trên bằng giả có thể được làm rất giống. Song vì là sao chép nên màu sắc học tiết sẽ nhạt, các chi tiết in đều không nổi, đặc biệt là độ phản quang rất yếu. Rằng cái giấy phép thật thì nó là thống nhất từ màng phủ, mực in là toàn quốc thống nhất và chỉ có một chỗ để dùng. Cho nên từ các cái mã nước này thì kể cả ông bắt chiếc thì không bao giờ ông nắm bắt được cái đấy mà cũng không có nguyên liệu để làm. Thành ra dứt khoát là cái bằng thật của chúng tôi, cái độ bóng, độ nảy của cái hệ thống chìm nó tốt. Chưa hết, một yếu tố bằng giả không thể có được là thông tin chủ bằng trên trang giấy phép lái xe. Người dùng dễ dàng để kiểm tra. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra một mẫu bằng thật và giả. Chỉ cần nhập số giấy phép lái xe, số series, chỉ mất vài phút đã cho kết quả. Bằng giả không có bất kỳ thông tin gì, trong khi bằng thật có đầy đủ thông tin cá nhân. Ở trên cái trang đấy thì tất cả các giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp là đều có dữ liệu thông tin ở trên cái trang đấy. Và tất cả mọi người, cá nhân người sử dụng giấy phép hoặc lực lượng tuần tra hoặc là tất cả các cái cơ quan cần khai thác thông tin đều có thể đăng nhập trang mạng bằng một cái click chuột và có thể phát hiện được ra ngay, phân biệt được giữa cái bằng thật và bằng. Chúng tôi tìm tiếp tới một đơn vị cấp ghi trên chứng chỉ cho tấm bằng lái xe. Đại diện nhà trường cho biết, hiện trường đang đào tạo 17 chuyên ngành, song không có đào tạo nghề lái xe. Hơn nữa, các ngành đều có trình độ cao đẳng. Tôi khẳng định đây là bằng giả, bởi vì chúng tôi không đào tạo cái trình độ sơ cấp nghề. Đấy. Vì vậy thì không thể cấp cái chứng chỉ sơ cấp nghề được, vì chúng tôi chỉ cấp bằng cao đẳng nghề thôi. Chỉ cần một cái click chuột thì những thông tin bao bọc quanh những chiếc bằng giả đã được làm sáng tỏ, tất cả chỉ là giả. Và đặc biệt, chính người dân có thể dễ dàng kiểm tra được những chiếc bằng giả. Nghĩa là rất khó còn những cơ hội cho những chiếc bằng giả tồn tại. Trên thực tế thì vẫn có không ít người đang sử dụng giấy phép lái xe giả. Và đối với hành vi này thì chúng ta đã có những quy định xử lý rất nghiêm. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì không cấp bằng lái trong vòng 5 năm. Thế nhưng những hình phạt đó làm sao có thể so sánh được với hiểm họa mất an toàn giao thông khi mà người điều khiển phương tiện sử dụng giấy phép giả, khi được đào tạo về lý thuyết và kiểm tra về kỹ năng lái xe hoàn toàn là không có. Hơn 10 năm chạy taxi, theo anh Triều thì tâm lý người cầm lái ảnh hưởng rất lớn đến việc điều khiển phương tiện. Nếu sử dụng bằng giả, chắc chắn sẽ luôn lo lắng vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra. Mà đã lo lắng thì quan sát rất kém. Rồi khả năng xử lý tình huống, đơn giản như trường hợp xe khác sang đường đột ngột sẽ không nhanh nhẹn. Để ý đến chức năng thì mình lại không để ý đến cái quan sát các cái phương tiện đi trên đường trên xe cùng với mình thì nó rất là nguy hiểm, nó phải ra an toàn rất là cao. Và phạm lỗi thì với xe đạp nó dễ, với xe máy nó nhẹ, nhưng với ô tô thì rất nguy hiểm bởi vì là cái tai nạn rất trầm trọng. Mất an toàn là vậy, song vẫn có người sử dụng bằng giả. Từ đầu năm tới nay, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện hơn 17 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả. Chính các lái xe thừa nhận, đến hệ thống biển báo đường bộ còn chưa nắm chắc, đặc biệt là rất yếu trong các kỹ năng điều khiển phương tiện. Rồi có trường hợp không đủ sức khỏe, vẫn lái xe. Cái việc mà điều khiển phương tiện mang tính chất theo bản năng, theo kinh nghiệm truyền tay thì nó sẽ dễ dẫn đến cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Còn đây là tổng báo cáo hơn 1.000 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả của các sở giao thông gửi về Tổng cục Đường bộ. Tỉnh nào cũng xảy ra tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả. Theo các sở giao thông vận tải, đối tượng sử dụng bằng giả ngày càng trẻ và chỉ bị phát hiện khi đổi bằng, nghĩa là đã sử dụng bằng giả suốt một thời gian dài. Khi phát hiện ra, thứ nhất là họ bị cái tội là gây tai nạn này, hai điều tra lại bằng giả thì lại là cố tình làm giả thì lại vi phạm pháp luật. Như vậy, dù với lý do gì như không có thời gian học lái, dễ dàng mua bằng giả hay chỉ là đối phó với lực lượng chức năng, thì người sử dụng bằng giả đang trực tiếp tiếp tay cho các đối tượng phạm pháp. Nguy hiểm hơn, sử dụng bằng giả nghĩa là đang đặt niềm tin nhầm chỗ, phó mặc tính mạng của mình và người thân cho tấm bằng giả. Vâng, dù bất kỳ lý do gì mà ai đó đang phải sử dụng những tấm bằng lái xe ô tô giả, thì có lẽ rằng không phải chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật và cũng không phải chỉ là câu chuyện đối phó với các lực lượng chức năng, bởi vì tôi tin chắc rằng không ai muốn và cũng không thể đối phó được với thần chết đâu. Thế nên
Tôi hy vọng rằng là quý vị, bất kỳ ai vì một lý do nào đó vô tình có gặp phải những chiếc bằng giả thì hãy cho mình một chút thời gian để đi học và đi thi lấy những chiếc bằng thật để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân mình. Và chương trình chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng cuối tuần ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.